Rồi bây giờ chúng ta hãy ra ngoài để qua từ đó. Chúng ta sẽ thoát khỏi cái đường dây này luôn. Để cho các chị biết cắt gỡ cái đường dây này khỏi cái máy. Để mình thực hiện thiền. Rồi. Để mình khi mà mình nâng cấp đường dây thì mình vào lại đi xuyên đường dây. Bây giờ mình cũng vào đi xuyên đường dây để làm gỡ. Mình gọi đi khi được không? Gọi đi khi được không? Thì chúng ta có kiểu bị nhắc thì tôi chết vào mà hết đó. Bây giờ mình sẽ thực hiện gỡ gọn. Thầy ơi, cái bên mấy con đó thầy đăng nhập cho tài khoản này nguyên tôi cũng không được chứ thầy. Thì bây giờ thầy nhập rồi, bây giờ mình đang có cái điều kiện của thầy tụi em cũng giống là Nguyên vậy hay thầy, gõ mấy con vô không được. Cái tài khoản bị gì mà gõ bắt quả cũng không được đó thầy. Cảm ơn thầy. Mấy con mấy trong cái máy trò thẳng nào em? Máy câu ăn luôn đó thầy. Em gõ tài khoản này quên vô luôn cũng không được. Em quay lại cái server em reset lại cái tài khoản, đặt lại cái mật khẩu luôn rồi quay lại đây cũng không được luôn thầy ơi. Bây giờ hôm trước mình có đặt cái đó 1, cái đó 2, cái đó 3 gì đó. Bây giờ mình lấy cái đó mình gõ bên cái nó coi thử coi. Nó tùy cái tài khoản nào cũng được. Bây giờ bên máy thầy đâu có quá trình mà không nâng cấp được tiền nữa. Thành công rồi.
đưa các bạn cái chuyện cái gỡ nó cho được đây luôn. Ngày sau khi gỡ cho được thì nó không còn gì nữa. Thì bây giờ chúng ta thực hiện kẹp đây nhé. Vào vào phải từ vào cái này rồi một lần bấm vào đây không cần máy nó tự động chạy lên cho mình lót theo theo lối tiện trọng. Bên dưới các bạn sẽ không có quá trình nha, quá trình máy sẽ có cài đặt lên máy thì SCP rồi thì á cho nên các bạn bên các bạn thì dần gỡ ra cái đề lên cấp từ kia rồi chúng ta vào manager của cái này động cơ thì ra được cái này chúng ta bấm rau 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 rồi nét và chúng ta cần cài lên nét đúng không, kết vào lên nét rồi nhấn nét nhấn tiếp tục rồi yên thôi nhớ là cái máy của mình phải đang có vị trí vị tỉnh đi. Cái server server thầy. Ừ. Rồi cái này tập thì 5 cái nét thầy. Không cần nét thầy, nó có con nó có chết đi đâu không? Nó cần chết đi đâu để nét không? Có cái anti recovery domain server thì nếu bỏ chết có internet. Ừ, làm sao làm cái nét được trong quá trình cái gửi cái domain không? Dạ. Yeah. Làm sao nó connect thì anh cứ bỏ cái gì đấy thôi. Rồi bây giờ tôi đã cài đặt cái đây nhé, server thành công thấy không? Các bạn vừa gửi thì thành công rồi, vừa xem nhé. Sau khi cài đặt thành công, thành cài đặt internet thành công thì các bạn vào như cái bạn này là chia sẻ, các bạn trở lên nhé. Ví dụ lấy tiếng Anh lên nó. Đây. Đây mở đèn LED lên thì các bạn thấy này, có hai vùng này, hai vùng chưa làm gì cả. Cái vùng này con giải cái địa chỉ IP tính này, con giải cái tính địa chỉ IP, còn này con giải địa chỉ IP tính. Thôi chúng ta sẽ tạo cái role, phải chuột vào cái này để tạo cái role con giải đi. Con giải cái tên cái tên mình, con giải cái tên mình địa chỉ IP, phải chuột. Chọn user, và nhấn nét. Rồi các bạn chọn định để đầu tiên, cái này là tôi giới thiệu hỏi đấy, định để đầu tiên có người thôi. Cái do này chứa thông tin để còn dài trên miền thành thì chế thì nhấn nét. Rồi cái do này của mình để giống cái đường link mình đã cắt rồi thiết lắp trong đây rồi trong đây phải giống cái đường link cái đường nhé. Rồi nhấn nét thì nó sẽ tự động phát sinh ra cái bảng DNS này, nó gắn vào cái tên miền của mình. Nhấn được. Rồi ở đây mình chọn cái này. Nhấn. Nó tự động nhập. Nhấn nét. Rồi. Quá trình hoàn thành, mình nhìn được trình báo thông tin. Không có tên miền. Đó, có. Sau khi làm xong thì nó tạo ra được cái này được không? Rồi nó tin ra cái cô A này hết hồi nãy, thầy có nói tới. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ tốt là những cái phân giải IP tại địa chỉ máy tính, tức là ngược lại. Nếu phải chuột thì gồm vào cái vùng Weaver, Trung Quốc, do các bạn còn nêu. Có thể là tôi từng nghe chơi nhé. Và ai chọn IPv4, chúng ta sẽ dùng IPv4 mà không phải là IPv8. Nhé. Rồi,
Em thì chỉ em biết chúng ta gì chúng ta nhập vào đây. Thì chỉ em biết chỗ cái cơ quan là gì. Vị trí em biết cơ quan của tôi là một nhà một cái tám hai chấm một. Địa chỉ dạ, tự động gắn cái giải chị này vào cái miền mà ngã tôi giới thiệu là cái miền y tẹt hapa đúng không? Rồi nhé, rồi chúng ta chọn cái ngay giữa này họ lau để tự động nhé, rồi quá trình kết thúc này các bạn thấy không, tự động sẽ tin ra này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quay ngược lên cái phần giải của địa chỉ của tính tại vì chúng ta vào đây nhấp phải chuột, nhấp phải chuột của tên miền chúng ta chọn new hot, rồi chúng ta gõ tên server chúng ta vào win 208, rồi gõ địa chỉ IP vào đây, địa chỉ IP của cái server hồi nãy của tôi là 192.168.2.1 đúng không? Mình chép vào này, mình chép vào đây để làm gì? Ở đây là mình đang phân giải cái tên server này ra cái chỉ IP. Khi mình chết vào đây á, chết vào cái pointer này á, thì nó tự động sẽ sinh ra một cái record ngược lại, xuống sinh ra cái record ngược lại ở dưới này để phân giải người cái chỉ IP thành đối tính enter cái tính top ngạch hot. Rồi ok, rồi mọi người thấy không, thấy không, phân giải được chỉ máy tính thành cái tên cái máy tính thành cái địa chỉ IP. Tên bây giờ nãy tôi có đánh dấu chết sẽ tự động sinh ra một cái nhiệm vụ ngược của nó, phần giải ngược của nó là IP ra cái tên máy tính đúng không? Và chúng ta sẽ tạo thêm một cái nữa gọi là cái name, cái CNAME cái này thường hay dùng cho cái web, ví dụ cái các chị thấy nha, các chị thấy những cái tên miền phía dưới không? Nè, nãy tôi có giới thiệu cái chỗ là cái tên miền tuyệt đối có chấm của đích hàng sao? Nó có những chấm phải không? Rồi chúng ta bấm cái trên trợ giới tự động sinh ra, đúng không? Rồi chúng ta bấm browse, rồi bấm vào cái server này, bấm vào. Ờ, cái hotline này mình tạo là đúng không? Rồi ok. Rồi tôi gọi nó tin ra này nè. Và bây giờ chúng ta có thể tạo thêm một cái new hot nữa đi nha. Cái new hot nữa trong cái con, ví dụ cái new hot chúng ta ví dụ chúng ta để mấy phòng màu tiếp nha. Mấy phòng màu bên kia mình còn được cái bước về cái server nha. 1.2.1.68.2.4 là loại vậy. Mình chết như thế này, mình chết vô đây để tự động tạo cái ánh trạng được này nhé. Hết hết. Ok. Rồi qua đây coi coi. Đây, tự động nó tạo cái gì để xài ngừng là chị thấy không? Rồi bây giờ chúng ta vào xem đây. Xem đây chúng ta gõ thử là nở tiếp xúc thứ chúng ta gõ là nở lúc đó gõ là nở tiếp xúc là tìm ra ra được cái server gì cái địa chỉ IP thấy không, gửi địa chỉ IP thử nha. 192.168.2.1 đó, tôi gõ được cái gói cái JV này thì nó cũng nên nó sinh ra được cái tên miền này, các chị thấy không? Rồi gõ, bây giờ mình gõ từ máy mọt xuống không mọt, bắt đầu mọt tại bên kia đó,
Rồi, khi mình gõ cần gõ này thì nó phân giải được ra được cái địa chỉ IP của cái máy này là 168.2.4, thấy không? Nhấn lần kia đó, như vậy là thành công rồi.